Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến mọi người nha. Xin anh em của game hệ tài chính mình đây, từ đường phố đến bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video về like share kênh nó phải rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt quà vui chơi sự kiện mới của Lamy anh em nhé, để xem đây chúng ta có gì hot anh em, và cùng nhau đi up Big Mom các bạn ạ. Sau mấy ngày tích thì máy Big Mom tôi cũng đủ lên 10 sao các bạn, tuyệt vời. 10 điểm về chỗ gì đấy, nhắc nhở thư, nhắc nhở các bạn, có thư nhắc nhở này. Xin chào các thuyền trưởng, cháu xin chào thuyền trưởng nhé. Hôm nay là hạn chót của đăng ký chuyển máy chủ. Rồi cái này qua fanpage anh em, qua fanpage xem tí nào. Rồi nghe qua fanpage chơi tí anh em. Đăng ký chuyển máy chủ à? Rồi, vẫn là vụ chuyển máy chủ đây anh em. Đâu là bảo vật hết rồi, cũng không có sự kiện gì hot à? Hiện tại bên fanpage không có sự kiện gì hot anh em. Ok, nhưng không sao anh em, bên kênh trực tử đường phố thì vẫn đang có sự kiện tặng code sự kiện mới nhất cho anh em nhé. Bạn nào hứng thú đừng quên voucher đăng ký kênh và bật chuông thông báo để dõi theo channel để tham gia được các sự kiện mini game các thứ để có thể nhận được quà bên kênh nhé. Ok, rồi nói chung thì hôm nay săn cốt sương sương thôi anh em. Đầu tôi thì vẫn đang hành trình săn cốt thôi anh em, vậy vẫn là mini game tặng anh em hàng ngày. Nào chưa tham gia thì có thể đăng ký và tham gia sự kiện bên kênh. Xem nào, chiến hàm anh em, tôi tích mấy ngày hôm nay rồi, để xem nào. 7k. Ok. Tiếp nào. Ô kìa, buồn thế. Được một phát nữa các bạn. Chúa trời em các bạn, trời ơi ra trò chúa trời em đâu ạ? Cú lù xạ thủ đúng không? Rồi đồ kata xem có gì không, nắp tự động đồ này đi hào. Từ từ anh em, từ từ nhắc mình nhớ. Ok, tôi thấy có thiếu hai người anh em, chúng ta sẽ thay vị trí của Usopp này, điều chỉnh. Rồi nắp tự động. Rồi, ok, thứ hai chỉ đẹp Robin các bạn, cho anh ba Sanji vào. Hai nắp tự động. Rồi ok, ở trên là chỉ đẹp Ru à, thôi chỉ đẹp Ru để thế cũng được rồi anh em. Ok, ta xong 4 thuyền rồi. Ủa, tôi đang nâng thuyền nào ta? Như chưa lâng đúng không? Xem nào. Đây, nâng phó xích đi anh em. Này, nâng bắt đầu nâng phó xích dần nhá. Đẩy phó xích lên luôn. Nâng thuyền thứ để thế thuyền là thuyền thứ 5 anh em. Lên nào. Lên 51, 52, 53, 54, 60. Lên nào. 14, 15, 18, 19, 81, 82, 85, 86, 90. Rồi, đẹp các bạn. Vừa đẹp. Ok. 28, 30. Và mới là xong đủ nửa thuyền thôi anh em. Đó, bắt đầu đến thuyền thứ 4 rồi anh em, thứ 5 rồi. Các bạn lên thuyền đến thuyền thứ mấy rồi? Đấy, tôi bắt đầu đang khởi động thuyền thứ 5 rồi anh em. Xong. Xong về phần chiến hàm, tiếp theo để Big Mom anh em. Đây, hôm nay thì mẹ lớn Big Mom. Ủa, chưa hộp, chưa anh em. Chưa gọi mạnh các bạn. Đây. Đây các bạn, mẹ lớn Big Mom. Rồi. Ok, sau bao nhiêu ngày cố gắng thì hôm nay Big Mom của tôi cũng lên được 10 sao các bạn, tuyệt vời. 10 sao luôn anh em, ghê chưa, ghê không, quá ghê luôn, còn gì nữa các bạn.
Úi dồi ôi luôn ạ. Úi dồi ôi luôn. Còn gì bằng. Đây là 10 sao các bạn. Đâu rồi, thức tỉnh mi mom đâu. Đó, thức tỉnh mi mom anh em có quà nha. Đó, thức tỉnh mi mom có quà chứ phải không đâu anh em. Đùa. Bớt giỡn nào. Đó, Big Bomb. Cô đồ đai anh em, chán đấy nhờ. Rồi, xem nào. Bót chưa mở. Nèo đậu thần. Đậu đôi. Ok. Chúng ta dập đậu đôi phát nhờ. Lee Jin vào đội rồi này. Lee Jin. Xem trên ổn chưa. Chắc ổn đâu bạn, thử kiến coi. Tôi đã bị cảm nhưng anh em giọng hơi khè khè thì anh em thông cảm. Ổn đấy chứ. Dập nào. Ồ, anh đi dập yếu đấy. Không phải nói nhưng mà anh đi dập nghe hơi yếu nha. Không phải nói đâu nhưng anh đi dập nghe hơi yếu các bạn. Đúng rồi, tuyệt vời. Cố gắng lên nào. Trận đầu nghe chừng có thể win rồi anh em. Trận đầu nghe chừng có thể win rồi đấy. Tuyệt vời. Ok, giờ đến giờ đen đội bạn ulti à. May quá, win rồi anh em. Trận tiếp theo. Cuối cùng qua tầng này rồi. Với trận này tôi nhớ trận này tôi win mà. Mấy em này thua các bạn. Bữa hôm nay đen vậy, hôm bữa thì win mẹ thua. Mẹ sâu đẩy vậy, ôi trời ơi. Chưa gì hóa băng, đóng băng thế kia cũng khó nói anh em. Còn chưa gì đóng băng thế kia thì cũng khó nói các bạn. Cú sốc cưng bắn nào. Cố lên nào. Dầu đen. Rồi dầu đen đội bạn anh em. Toàn thế. Cái nhờ hôm bữa thì trận 2 thì win hôm nay thua các bạn. Chúng giờ được trận này mất trận kia anh em. Ú thế nhờ hôm bữa thì ăn rồi anh em lại thua. Ok lại lần nữa coi. Lại nữa lại sợ trận này thua anh em xong trận sau lại win. Cái nhất là như vậy các bạn. Trời ơi. Mà không phải nói anh em Indizin về đội đánh đá thật. Kiếm xí Nizin chém vẫn ngon anh em, điện xanh Nizin nhé. Ôi trời. Lần này toang chưa? Toang quá luôn ạ. Quá toang luôn hay không các bạn, đấy. Đâu phải lúc nào cũng ngon như lần nãy đâu anh em. Đó giờ thua trận đầu rồi. Thằng trận đầu thắng nữa cười. Ôi. Đúng kiểu vậy rồi các bạn. Lại thua trận đầu. Thở thắng trận 2. Gì lắm. Cũng thua lốt luôn ạ. Đổi vị trí coi. Ok vậy đổi vị trí xem nào. Kata đấm này. Đây này. Ôi. Ô. Nó bằng một cái hiệu ứng vật lý nào đấy anh em. Win được ạ. Rồi trông chờ trận 2 anh em. Lee Jin dập nào, cô lù đấm nào. Liên tục nào. Cố lên nào. Tiếp tục nào. Vâng. Chịu các bạn, chịu 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 chịu. À, rồi 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 rồi. Ok rồi các bạn, rồi rồi rồi, qua màn rồi. Trận này sao? Lắm luật thế. Nào vào đỏ ván coi anh em, thì ván coi. Trận này thì khá nhiều cu luật các bạn. Ai chà. Hơi nhiều anh luật nha. Uầy, nhìn đấm gần như là không có giá trị dinh dưỡng luôn các bạn, nhìn sợ thật ạ. À.
Rồi đấm không giá trị dinh dưỡng thôi anh em. Rồi Rumber. Ui rồi. Vàng thế nhờ. Rồi lại Rumber. Vàng thế. Thế này toàn quá các bạn. Thua rồi. Khó, khó đánh các bạn, đến khó đánh này. Càng về sau lại càng khó nhai các bạn. Trước mắt sương sương trận này rồi đây khó nhai rồi anh em. Thua, vẫn hoàn thua. Rồi, nói chung qua tầng nữa ngon rồi, đậu đơn nào. Đậu đơn kiện map đầy bứa giờ rồi các bạn. Điện xanh Nizin vào xem có vớt vát được gì không. Tấn công. Rồi. Ôi dồi luôn. Ôi dồi luôn Nizin nào. U shop nào. Ôi. Cái này toang lắm. Rồi kẹp theo delay coi anh em. Lần này thêm delay vào nữa xem nó có vớt bát được tí gì không. Đó. Thêm delay các bạn. Nghe chừng vẫn vậy thôi anh em. Ok. Nói chung thì sáng nay cập nhật core qua sương sương đây anh em. Đó, tiến cấp Big Mom mà Big Mom tiến cấp lên cho đẹp rồi anh em. Chúng chơi chơi được nhưng mà cơ bản anh em đến đâu rồi. Đây, cấp Big Mom đến 10 sao rồi anh em. Các bạn đến đâu rồi? Comment video nào. Ok, đó anh em nào hứng thú với sự kiện tặng những bên kênh đừng quên vote like và đăng ký kênh nữa cho channel để thêm nhiều giúp code nha. Ok. Còn đầu video sáng nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp mọi người tiếp theo. Giờ thì bye.